người cũng muốn biết rất nhiều fan nữ muốn biết cái mẫu bạn gái lý tưởng của Hiếu là như thế nào, con gái như thế nào sẽ thu hút Hiếu? Có phải là như bảo anh không? À, thật ra thì mình không có, có trả lời cho câu đó, à, tại vì à, mình không có, có, có trong đầu mình không có một cái 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 mẫu là là là, là hình tượng hoặc là cho một cái, cái 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 số cụ thể về cái tính cách hoặc như thế nào nói chung là à, mình chỉ biết là thích thì yêu thôi, ý, à, thích yêu thôi chứ mình không 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 có cho cái mẫu lý tưởng đúng không mình không có vạch ra ví dụ con gái là phải nết na là phải uh, uh, thùy mị phải gương mặt và như thế này như thế nọ nói chung là mình mình biết yêu là mình chỉ biết yêu thôi mình có cảm giác là mình mình tự biết rồi